Xin chào anh em, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ trở lại một game ở game đang hot hiện tại là game Võ Lâm Thiên Tuyệt nha. Sau bao ngày chờ đợi hôm nay được ra mắt bản test cho mọi người. Giờ mình vào nha. Link download là mình sẽ để ở phần mô tả nha. Đấy. Hiện tại test đã đang cho level 120 nha mọi người. Mình mở hành trang lên này. Đây, cái tiểu ngao giáo hồi lục này. Thử nghiệm này. Những trang bị này. Đây. Cái gì có những bộ trang bị này. Đây, ám khí, vũ khí chứ có này. Toàn là đồ mắc off nha mọi người. Không giống giống như các game mobile trước là mình phải lựa chọn như đây. Bên đây là lựa chọn ra đồ mắc off luôn. Đây. Mình vừa mình phải chọn bộ trang bị này, bộ ăn bán nha. Đây. Nó là cho đồ mắc off luôn nha mọi người. Không có đồ mặc mình lựa chọn đâu. Phi này, phi đao này. Đấy. Sức mạnh thân pháp này. Quân nha. Đồ giống nhau hết mọi người. Là về vào game này đang test PK được cái là cân bằng nha. Mình mang full bộ phong thủ lý luôn. Rồi lại đi. Giờ mình thanh lý đồ này, bức đồ trong đây luôn này. Đấy. Màu bên đây có màu vô nha mọi người. Mình bữa mình nghe test là mình có thể vô được 50 binh trong một rướng thôi. Đi còn đánh binh là mình không thể PK được. Đấy, bên đây là có bỏ phím tắt luôn khỏe. Đấy, rất là tiện lợi nha.
đấy. Cái cá nhiều ngoài nha. Giờ mình thử đi lên map trên xem thế nào nhá. Rồi lại đi tiếp. Hiện làm rõ mày mở tại hôm nay tới mọi người. Đấy, rất nhiều bạn vào tạch thử rồi. Xem tiền đấy như thế nào nhá. Ok đấy. Nói chung hiện tại bạn này bạn đang bằng tay cho mọi người có thể vào những level 120. Những tiền và những đồng. Nhưng mà mắt kiếu luôn, đồ thì nhận là toàn là cuốn đồ cuốn mắt không hết. À để mình ta thử cái ai cấu luôn nha. Ta thử cái auto xem thế nào nào. Đây, có cái tay tự động nha, auto tự động nè. Đồ mình nhập, mình thấy mình bị nhập, đây nhập tất cả nè. Tắt tự động nha. Chiến đấu là có phạm vi này, tiếp cận này. Mình để phạm vi 6 tấm nữa nha. Bỏ lại người bỏ đi qua nha, còn quá nha. Vũ khí đi nha, là đáng có vũ khí, là vũ khí phục nha. Đấy, thật là lực mưa này, mình đặt thoải mái nha. Đấy,
Rồi, ok. Bao giờ? Chắc là có nhạc đô không nhờ? Đô thì hiện tại là người nào cũng giống người nào thôi, đô thì người nào mắc offer nên vào VK thì còn thoải mái. Đây là người thì nhạc đô, nhạc tiền nha mọi người. Rồi mình test xong nha, test xong auto nha. Mọi người có thể chọn phải nào cũng được nha mọi người. Link download mình sẽ để ở phần mô tả hoặc là phần bình luận nha. Rồi đây là mình sẽ để đây, nhắc lại đây là bỏ lắm chi tuyệt nha. Phải được đánh được ở đâu nha, không phải giỡn đâu. Do mình đang mang bộ quân đồ quân phong thủ nên phải là đánh hơi đấy. Không phải đơn giản đâu. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.